Thưa quý vị, kinh tế đang trên đà phục hồi, phát triển nên giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong 9 tháng năm 2024 tăng trưởng vượt kế hoạch cả năm. Từ đây đến cuối năm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn đưa nhiều dự án công nghiệp mới đi vào hoạt động, không chỉ giúp tỉnh tăng thêm giá trị sản xuất công nghiệp trong năm nay mà còn tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. 9 tháng năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt khoảng 348.722 tỷ đồng, vượt trên 16% kế hoạch đề ra. Đóng góp lớn nhất vào thành quả tăng trưởng ấn tượng này là nhờ hoạt động sản xuất sắt thép tăng cao. Trong đó, các doanh nghiệp thép lớn tăng trưởng cả sản lượng lẫn doanh thu từ 14 đến 30% so với cùng kỳ. Nhà máy ốc xó hiện tại bây giờ nó sẽ là, thứ nhất là cái được cái đóng nó sẽ lớn hơn nhiều. Còn trọng lượng của một đóng là trước đây chỉ có 50 tấn hoặc thậm chí hoặc là đến 100-150 tấn, nhưng mà những ống của ốc xó sắp tới nó sẽ đến là 450 tấn. Sản xuất nhựa nguyên sinh tăng 184,32%, sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất cũng tăng 96,14% so với cùng kỳ. Từ khi đi vào vận hành vào năm 2022 đến nay, bình quân mỗi năm công ty đã đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh khoảng 15.000 tỷ đồng, đóng ngân sách trên 2.000 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 9 năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn LSB đã vận hành thương mại dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Khi đi vào hoạt động, dự án này sẽ đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ một năm. Chúng tôi tin rằng việc hoạt động của LSB sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lâu dài và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho ngành công nghiệp hóa dầu và nhựa tại Việt Nam. Theo quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, công nghiệp tiếp tục là một trong bốn trụ cột kinh tế quan trọng của tỉnh. Trong đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp chiếm 60% cơ cấu kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh như dầu khí, thép, điện, phân bón, tỉnh cũng tập trung phát triển hai ngành công nghiệp mới là hóa chất và chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi. Trong lĩnh vực điện gió, CSVC sẽ cung cấp sản phẩm tấm thép điện từ cao cấp sử dụng trong phần phát điện của tua bin gió. Phần phát điện này sử dụng sản phẩm thép điện từ để chuyển đổi năng lượng gió thành điện năng. Chúng tôi hy vọng về cơ hội đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Phát triển công nghiệp chuyên sâu, bền vững, tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh, trong đó có hóa chất và chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi. Ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tự tin đóng vai trò quan trọng, không chỉ cho kinh tế tỉnh nhà mà còn cho cả quốc gia.